Hải Thượng Lãn Ông, khu phố bán thuốc. Thuốc Bắc hay thuốc Nam mày? Thuốc cần sa. Đông Tây. Khu phố bán thuốc Kiệt Thanh Năng. Đây. Khu phố bán thuốc Kiệt Thanh Năng. Rốt gậy. Một tuần mới chạy. Tới Châu Văn Liêm rồi đấy. Châu Văn Liêm. Chim Văn Lâu. Châu Văn Liêm. Châu Văn Liêm mà chim Văn Đâu. Chim Văn Liêm. Chim Văn Đâu. Chim Văn Đâu. Châu Văn Liêm. Châu Văn Liêm. Nói bậy không rồi ho. Nó trơn quá, nó dồn bà giống như nó dồn. Nó trơn quá, nó dồn mà. Biến Hello Kitty. Để xe kia. Cái bà mình. Cho lon tourist. Cho lon tourist nè. Cho lon tourist nè. Cho lon. Đừng mà đọc tiếng Thái. Cho lon tourist. Công ty trung tâm khách sạn Bỏ Hoa ngồi. Vì nó quá xạo. Xạo giả. Đều tin. Đồ giả mạo. Cái này đồ giả mạo á. Khách sạn à, là khách sạn Bỏ Hoa ngon. Đẹp. Đẹp. Hoạt động. Cái nhà nó cổ ghê hả? Cái từ này nó có chữ Trung Quốc nữa các bạn. Trung Quốc. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Phía trước có 50 thành viên. Thảo Điền. Cực khổ quá mà cầm cái dịnh nè. Phải già hả? Tội không? Thấy cái tư thế đó nguy hiểm quá. Đi xe đá qua cũng hay hay ngồi. Ngồi tái trước ngồi vậy nó hay gạt ngửa là sao? Gạt ngã ngửa đâu có dịnh được. Phải ôm phía trước rồi chứ. Nhưng mà nó như đi xe ráp mà ôm người ta để cái tay nè, hờ nè. Ừ. Bao biết bây giờ ông lái xe ráp nghèo không tái như thế này. Ừ, bây giờ bà hỏi con khi mà đặt, khi nó tăng tốc thì khả năng là bật ngửa hay là khả năng về chú phía trước bật ngửa thì là lấy tay đỡ ra đằng sau chứ có gì đâu sao đỡ được chóng nói dây mà cũng nói
sao mà ba nói con nghe được cái ý nghĩa, cái moment nó rất là lớn, sao mà con đỡ được? Có khi con chỉ cần vịn nghe cái bụng người phía trước là coi như là con kéo được rồi, trong khi nó đỡ cho được mà đỡ. Nắm cái áo ta, nắm cái áo người phía trước là nó giữ được, con đỡ mà sao một cái moment rất lớn mà sao đỡ được? Nó nói là về cái chuyện an toàn khi đi xe mà nói rồi cái vùng rồi cũng cãi lại nữa. Không biết là chuyện đó là mình làm là nó không phù hợp mà. Sài Gòn về đêm. Đường phố Sài Gòn về đêm. Cầu Tân Hóa. Tân Quá đã qua rồi.
đậu xe, cấm đậu xe trên đường mà cũng đậu xe. Sợ à. Thằng nào? À, cấm đậu xe trên đường mà cũng đậu xe thôi. Kêu công an, bác, hốt giùm tôi. Kêu công an, bắt giùm tôi. Kêu công an bắt giùm tôi. Con có thấy viêm họng không các bạn? Thấy thấy viêm họng không các bạn? Con bị viêm họng rồi. Viêm họng con muốn con về nhà nghỉ. Con về nhà nghỉ, ok con. Hòa Bình, Lý Bóng Bích. Eo, eo, eo. Quẹo trái. Sài Gòn về đêm cũng vui ha. Sài Gòn về đêm vui ha. Sài Gòn về đêm vui ha. Sáng quá ha. Nó vô vì camera nó sáng gớm quá.
57 giây tạm dừng. Tiếp tục hành trình. Đây là cái chỗ con ghẹ ở đâu đây thằng 76.